Thiện hiện nên biết, ví như mặt đất ít chỗ sanh ra vàng bạc châu báu, nhiều chỗ sanh ra đất mặn nuôi các vật. Các loài hữu tình cũng như vậy, ít người học Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhiều người học pháp của địa vị thanh văn độc giác. Thiện hiện nên biết, ví như loài người, phần ít có thể làm vua chuyển luân, phần nhiều làm các vua nhỏ. Các loài hữu tình cũng vậy, phần ít có thể tu đạo trí nhất thiết trí, phần nhiều tu đạo thanh văn độc giác. Thiện hiện nên biết, ví như trong trời địa cư có dục, phần ít có thể tạo nghiệp trời đế thích, phần nhiều tạo nghiệp của các trời khác. Các loài hữu tình cũng vậy, phần ít cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, phần nhiều cầu quả thanh văn độc giác thừa. Thiện hiện nên biết, ví như trong tịnh lự thứ nhất, cõi sắc, phần ít có thể tu nghiệp đại phạm vương, phần nhiều tu nghiệp các chúng phạm thiên. Các loài hữu tình cũng vậy, phần ít đạt được không thối lui quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, phần nhiều vẫn còn thối lui quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thế nên này thiện hiện, các loài hữu tình phần ít có thể phát tâm đại bồ đề, trong số đó càng ít người có thể tu hạnh đại bồ tát, trong đó càng ít người có thể tu học bát nhã ba la mật đa, trong đó càng ít người đạt được phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa, trong đó rất ít người có thể đạt được bất thối chuyển quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thế nên này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào muốn đi vào số hữu tình rất ít ấy, thế nên siêng năng tu học phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, làm cho đạt được không thối lui quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề và mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Lại nữa, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào tu học phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, thì không phát sanh tâm tương ưng với nhu nhược, không phát sanh tâm tương ưng với nghi ngờ, không phát sanh tâm tương ưng với tham lam, không phát sanh tâm tương ưng với phạm giới, không phát sanh tâm tương ưng với giận dữ, không phát sanh tâm tương ưng với lười nhác, không phát sanh tâm tương ưng với tán loạn, không phát sanh tâm tương ưng với hiểu biết sai lầm. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu học phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, thì có thể bao gồm tất cả Ba La Mật Đa, có thể tập hợp tất cả Ba La Mật Đa, có thể dẫn đường tất cả Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì trong Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa dung chứa tất cả Ba La Mật Đa vậy. Thiện hiện nên biết, như tả ngụy thân kiến bao gồm khắp tất cả 6-12 kiến, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng vậy, dung chứa tất cả Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát nào tu học đúng đắn phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì phát sanh tất cả Ba La Mật Đa và làm cho dần dần tăng trưởng. Thiện hiện nên biết, ví như mạng căn gìn giữ các căn, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng như vậy, luôn gìn giữ tất cả pháp lành thù thắng. Vì sao? Vì nếu Đại Bồ Tát nào tu học đúng đắn Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì có thể gìn giữ khắp tất cả pháp lành. Thiện hiện nên biết, như mạng căn diệt thì các căn diệt theo, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng như vậy. Nếu Đại Bồ Tát nào thối lui Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, thì chính là thối lui tất cả pháp lành. Nếu Đại Bồ Tát nào tu học đúng đắn Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì có thể diệt trừ khắp tất cả pháp bất thiện. Thế nên thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào muốn đạt đến rốt ráo bờ kia của tất cả Ba La Mật Đa, thì nên siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào thường siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì thành tối thượng, tối thắng đối với các hữu tình. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này thường siêng năng tu học pháp vô thượng của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa vậy. Lại nữa thiện hiện, ý thầy thế nào? Các loài hữu tình ở trong thế giới tam thiên đại thiên này có nhiều không? Thiện hiện bạch, bạch Thế Tôn, các loài hữu tình trong châu Thiện Bộ còn nhiều vô số. Vốn là các loài hữu tình trong thế giới tam thiên đại thiên, số đó rất nhiều. Phật bảo thiện hiện, đúng như vậy, như lời ông nói. Thiện hiện nên biết, giả sử các loài hữu tình trong thế giới tam thiên đại thiên đồng một lúc đều được làm thân người, được thân người rồi, đồng một lúc đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, tu hạnh của các Đại Bồ Tát. Tu hành viên mãn rồi, đồng một lúc đều đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Lại có Đại Bồ Tát trọn đời thường đem y phục, thức ăn uống, phòng xá, giường nằm, thuốc men, thượng rượu và các thứ vật dụng cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác này. Ý ông thế nào? Đại Bồ Tát này do nhân duyên này được phước có nhiều không? Thiện Hiện thưa, rất nhiều, kính bạch Thế Tôn, rất nhiều, kính bạch Thiện Thệ. Phật bảo Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát nào thường tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, thì trải qua khoảng thời gian khải móng tay đạt được công đức nhiều hơn trước vô lượng vô số. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa đầy đủ lợi ích lớn có thể làm cho chúng Đại Bồ Tát mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thế nên này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát nào muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, muốn làm thượng thủ của tất cả hữu tình, muốn lợi ích cho khắp tất cả hữu tình, muốn làm người cứu hộ cho kẻ không có người cứu hộ, làm chỗ quay về nương tựa cho kẻ không có nơi quay về nương tựa, làm nơi hướng đến cho kẻ không có nơi hướng đến, làm mắt cho người không có mắt, làm ánh sáng cho người không có ánh sáng, kẻ lạc mất đường chánh chỉ cho họ con đường chánh, người chưa niết bàn làm cho đắc niết bàn, thế nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy. Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát nào muốn đi nơi cảnh giới của chư Phật đã đi, muốn ngự nơi địa vị tôn quý của chư Phật Đại Tiên đã ngự, muốn an trụ chỗ Phật đã an trụ, muốn giống tiếng Đại Sư Tử của chư Phật, muốn trỗi chống Pháp vô thượng của chư Phật, muốn gióng chuông Pháp vô thượng của chư Phật, muốn thăng tòa Pháp vô thượng của chư Phật, muốn thổi ốc Pháp vô thượng của chư Phật, muốn giảng nghĩa Pháp vô thượng của chư Phật, muốn xé rách lưới nghi của tất cả hữu tình, muốn vào cõi Pháp cam lộ của chư Phật, muốn lãnh thọ Pháp lạc vi diệu của chư Phật, muốn chứng công đức viên tịnh của chư Phật, muốn dùng một âm thanh giảng thuyết chánh Pháp cho tất cả hữu tình cõi tam thiên, làm cho tất cả đều được lợi ích lớn, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy. Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, thì không có tất cả công đức lợi ích thù thắng ở thế gian hay xuất thế gian nào mà không đạt được. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa là chỗ nương tựa cho tất cả hạt giống căn lành công đức. Thiện Hiện nên biết, ta chưa từng thấy có Đại Bồ Tát nào siêu năng tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy mà không đạt được công đức lợi ích thù thắng của thế gian và xuất thế gian. Bấy giờ Thiện Hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, chẳng lẽ cũng đắc công đức căn lành của thanh văn độc giác sao? Phật bảo Thiện Hiện, công đức căn lành của thanh văn độc giác, các chúng Đại Bồ Tát này cũng đều chứng đắc, nhưng không chủ, không đắm trước nơi đó. Bằng chánh kiến thắng trí, quan sát xong vượt qua địa vị thanh văn và độc giác, vào thẳng chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, nên các Đại Bồ Tát này được tất cả công đức căn lành. Lại nữa Thiện Hiện, các Đại Bồ Tát nên tu học tất cả hạt giống công đức căn lành của thanh văn độc giác, mặc dầu không cầu chứng đắc nơi đó, nhưng muốn thông suốt đúng đắn tất cả để giảng thuyết chỉ dạy cho các hữu tình kia. Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát khi học như vậy, thì chính là gần gũi trí nhất thiết trí, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thường làm lợi ích an vui cho tất cả, cùng tận đời vị lai. Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi tu học như vậy, thì chính là dụ phước chân tịnh cho tất cả thế gian, trời người a tố lạc vân vân, vượt lên trên các dụ phước của thanh văn độc giác, sa môn phạm trí ở thế gian, mau chứng được trí nhất thiết trí. Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu học như vậy, sẽ sanh ra ở chỗ nào cũng không xả bỏ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, không lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, và thường thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy. Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát nào có thể thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, thì nên biết Bồ Tát đó đã được không thối lui trí nhất thiết trí, hiểu biết đúng đắn tất cả pháp, xa lìa địa vị thanh văn độc giác vân vân, và gần gũi quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nghĩ thế này: đây là Bát Nhã Ba La Mật Đa, đây là thời gian tu, đây là nơi trốn tu, ta là người tu Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, ta nhờ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy mà vứt bỏ được pháp nên vứt bỏ, nên được phát sanh trí nhất thiết trí, thì Đại Bồ Tát này chẳng phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng chẳng thể hiểu rõ Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không nghĩ Mỹ, Đà là Bát Nhã Ba La Mật Đa, đây là thời gian tu, đây là nơi trốn tu, đây là người tu, đây là Pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa Xa Lìa, đây là Pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa Chiếu Soi, đây là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà Bát Nhã Ba La Mật Đa chứng đắc. Ai hiểu biết như vậy là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nghĩ thế này: đây chẳng phải là Bát Nhã Ba La Mật Đa, đây chẳng phải là thời gian tu, đây chẳng phải là nơi trốn tu, đây chẳng phải là người tu, chẳng phải nhờ Bát Nhã Ba La Mật Đa mà xa lìa tất cả pháp nên xa lìa, chẳng phải nhờ Bát Nhã Ba La Mật Đa mà chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì tất cả pháp đều trụ chân như không sai khác vậy. Thiện hiện nên biết, nếu Đại Bồ Tát hoàn toàn không phân biệt, không hiểu rõ tất cả pháp thì chính là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa.